Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 12 tháng 3. Tiêu điểm hôm nay sẽ là tin tức về loạt trận quốc nội nóng bỏng đã diễn ra vào tối hôm qua và rạng sáng nay. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin vắn liên quan. Trong chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của Paris Saint-Germain trước Brest vào rạng sáng nay, Lionel Messi đã có pha chọc khe xuất sắc kiến tạo cho Kylian Mbappe băng xuống ghi bàn quyết định giành lại 3 điểm cho đội bóng thủ đô. Đáng chú ý, đây là pha kiến tạo đánh dấu Messi đạt cột mốc 300 kiến tạo cấp độ câu lạc bộ. Thành tích này giúp Messi giữ vững thành tích người kiến tạo xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới với tổng cộng gần 400 kiến tạo ở mọi cấp độ. Chính trị gia Thierry Wessel, đồng thời cũng là cha của Axel Wessel, đã lên tiếng về con trai mình. Axel đang không thoải mái với việc phải ngồi dự bị, nó muốn thi đấu nhiều hơn, nó đã tập luyện ở cường độ cao nhất. Con tôi đã yêu cầu gặp Simone để nói về chuyện này vì nó không hài lòng với quyết định của huấn luyện viên trưởng. Nếu con tôi thi đấu không đủ, chúng tôi sẽ xem xét các phương án khác cho nó, cha của Wessel khẳng định. Mới đây, Chelsea đã giành giật thành công chữ ký của tài năng trẻ người Jamaica, Dujuan Richards. Cầu thủ này sinh năm 2005, gia nhập từ câu lạc bộ Phoenix All Star. Newcastle đã gần như có được chữ ký của sao mai này, nhưng Chelsea là người nhanh tay hơn khi đã hoàn tất thỏa thuận. Trong buổi họp báo sau trận, Graham Potter đã có đôi lời với Mikhailo Modric. Cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ từ Donetsk nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, qua từng trận đấu, tôi tin cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Thái độ của Mikhailo thật tuyệt vời. Tôi thích cách tiếp cận của cậu ấy với mọi vấn đề. Tôi thừa ra. Modric cũng đã có cho mình pha kiến tạo đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong trận đấu vừa qua. Trong chiến thắng 3-1 của Tottenham trước Nottingham Forest, Harry Kane đã có cho mình một cú đúp quan trọng giúp Tottenham vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đáng nói hơn, với hai bàn thắng này, Harry Kane đã cán mốc 20 bàn trong 6 mùa giải kể từ khi Kane được thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Trong những năm còn lại, Harry Kane cũng ghi được ít nhất 17 bàn mỗi mùa. Trước tin chủ tịch Juan Laporta ngỏ ý muốn gia hạn với Xavi, bất chấp kết quả năm nay có ra sao, Xavi đã điềm tĩnh phản hồi: "Chúng tôi đã thảo luận về thỏa thuận mới của tôi với Barca. Chúng tôi đang đàm phán tích cực, nhưng như tôi luôn nói với cả ban huấn luyện lẫn giới chủ, ưu tiên giành danh hiệu trước đi, rồi sau đó sẽ có thời gian để đàm phán gia hạn thôi." Ansu Fati, bạn phải trao cho Ansu tất cả sự tự tin. Tôi rất hạnh phúc với anh ấy. Huấn luyện viên Barca chia sẻ thêm về trường hợp của Ansu Fati. Bỏ ngoài tai những đồn đoán về tương lai, ông Galtier nói về tương lai của chính mình rằng: "Tôi nói chuyện hàng ngày với ban quản lý của mình. Giám đốc thể thao là Luis Campos ở bên cạnh tôi hàng ngày. Chủ tịch luôn có mặt trong những cuộc họp đó. Tôi không quan tâm về tương lai của mình. Cái tôi quan tâm là chúng tôi phải kết thúc mùa giải và tìm kiếm danh hiệu. Tôi thì là một huấn luyện viên sẽ chiến đấu đến cùng với đội bóng, chứ không phải là kẻ chạy trốn." Chiến lược gia này khẳng định thêm. Trái ngược lại với cách người ta nghĩ về một huyền thoại khi tôi đặt tiêu đề như thế, Jonathan Davis là một cầu thủ sinh năm 2000 nhưng đã trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử gần đây của Lille với 53 bàn thắng sau cú hat-trick vào lưới Lyon trong trận đấu ngày hôm qua. Phát biểu sau trận, Jonathan Davis bày tỏ sau khi phá kỷ lục của Eden Hazard rằng: "Tôi ngưỡng mộ Eden Hazard từ lâu. Việc phá được kỷ lục của anh ấy là điều không tưởng đối với tôi. Xin cảm ơn các đồng đội, các cổ động viên, ban huấn luyện đã hỗ trợ và động viên chúng tôi vượt qua khó khăn trong mùa giải này." Cancelo tiếp tục thể hiện phong độ cao khi vừa có một bàn thắng mở tài khoản trong trận gặp Augsburg, đồng thời có thêm một pha kiến tạo cho Alphonso Davies ghi bàn. Bỏ qua việc thời gian thi đấu ít ỏi ở Bayern, bỏ qua luôn những đồn đoán về tương lai, Cancelo đã có cho mình những đóng góp rất quan trọng trong hành trình của Bayern tại mùa giải này. Kết thúc phần tin vắn, chúng ta sẽ tiếp tục bản tin với phần tin quan trọng. Tổng giám đốc BBC Tim Davies đã đưa ra lời xin lỗi sau khi quyết định đình chỉ Gary Lineker của BBC. Lineker đã bị loại khỏi chuyên mục thể thao ở BBC sau khi cựu tiền đạo người Anh mô tả dự luật di cư mới của chính phủ là quá khủng khiếp và nói rằng ngôn ngữ trong đó không khác với ngôn ngữ được Đức sử dụng trong những năm 30. BBC cho biết Lineker đã không dẫn chương trình thể thao của họ nữa sau một cuộc họp thông báo tình hình của đôi bên. Tuy nhiên, phía Lineker đã phản đối thông báo này của đài BBC. Chương trình nổi tiếng Match of the Day, hay dịch tiếng Việt là Trận cầu hôm nay thuộc đài BBC sản xuất đã trở thành một món ăn không thể thiếu cho người hâm mộ tại Anh Quốc. Họ đều đã quen thuộc với sự dẫn chương trình duyên dáng của Lineker rồi. Việc Lineker từ chối đồng ý xin lỗi về phát ngôn của mình hoặc đồng ý hạ thấp ý kiến của mình trên mạng xã hội đã khiến nhiều đồng nghiệp của anh đoàn kết lại. Chương trình Trận cầu hôm nay vào thứ Bảy đã bị giảm xuống từ gần 1 tiếng rưỡi xuống chỉ còn một chương trình điểm tin kéo dài 20 phút mà không có người dẫn chương trình, chuyên gia hay bình luận sau khi nhiều người trong ekip làm việc đã từ chối xuất hiện. Phía BBC cũng đưa ra quan điểm về vụ của Lineker rằng: "Khi nói đến việc đưa tin về bóng đá và thể thao của chúng tôi, Gary không ai sánh kịp. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng Gary nên là một người có quan điểm tự do, hoặc rằng anh ấy không thể có quan điểm về những vấn đề quan trọng với anh ấy. Nhưng chúng tôi có nói rằng anh ấy nên tránh đứng về phía nào trong các vấn đề chính trị của đảng hoặc các tranh cãi chính trị." Alan Shearer, Ian Wright và toàn bộ đồng nghiệp của Lineker đã từ chối xuất hiện trên show Match of the Day. BBC đã buộc phải cắt chương trình trở lại thành dạng tin.
Sau khi rời khỏi Manchester United, Michael Carrick đã dẫn dắt con tàu đám Middlesbrough và thực sự đã vực dậy được nó. Với chiến thắng 3-1 trước Swansea vào hôm qua, Michael Carrick đã kiếm được cho đội bóng chủ quản 43 điểm sau 19 trận ở giải hạng nhất Anh. Kết quả này giúp Middlesbrough vững chân tại vị trí top 3, đồng thời áp sát vị trí lên hạng trực tiếp của Sheffield United khi chỉ còn cách đội đứng thứ hai này là 4 điểm trong bối cảnh giải hạng nhất Anh còn 10 vòng nữa là kết thúc. Việc xoán ngôi của Sheffield là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi đội bóng này cũng đang gặp những vấn đề của riêng họ và vừa ngã ngựa ngay trên sân nhà trong trận đấu vừa qua. Luật lên hạng của hạng nhất Anh là hai đội đứng đầu có suất lên thẳng, còn 4 đội xếp sau sẽ phải thi đấu playoff cho suất lên hạng cuối cùng. Trong trận thua tối thiểu trước các nhà đương kim vô địch là Man City, đoàn quân của huấn luyện viên Patrick Vieira còn đón nhận thêm một kỷ lục cực kỳ buồn. Trang Twitter của Iker Philosophy, một trang bóng đá chuyên về số liệu thể thao, đã đưa ra kỷ lục này. Cụ thể, trong 3 trận gần nhất, Crystal Palace chẳng thể có nổi một cú sút trúng đích không thành đối phương. Hiện tại, Crystal Palace đang xếp ở vị trí thứ 12. Nghe thì có vẻ khá an toàn nhưng thực tế, đội chủ sân St. Hugh's Park chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 4 điểm, trong khi mùa giải còn đến 12 vòng nữa mới hạ màn. Với việc nhóm trụ hạng ở mùa giải năm nay không quá tách biệt như những năm trước, cộng thêm việc các đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ vẫn thể hiện được bộ mặt khả quan chứ không phải là bạc nhược như thường lệ, cuộc đua trụ hạng năm nay dự kiến sẽ vô cùng cam go. Trong đó, Crystal Palace là đội nằm ở vị trí đáng báo động. Trong 5 trận gần nhất, chỉ có duy nhất đội bóng này là chưa biết đến mùi chiến thắng xét trên cả giải đấu. Kể từ lúc thuyền trưởng Patrick Vieira nắm quyền thì Crystal Palace mới phải trải qua một giai đoạn khó khăn như giai đoạn vừa rồi. Crystal Palace đã chơi rất tốt ở mùa giải trước cũng như có một sự khởi đầu mùa giải này khá ổn. Nhưng đội bóng này bỗng nhiên gặp rất nhiều khó khăn ở khâu tấn công khiến cho kết quả của Palace không còn được duy trì. Mới đây, cựu danh thủ Yaya Touré đã đến dự khán trận Tottenham với Nottingham Forest. Anh này còn đăng lên trang Twitter bản thân những lời chúc tốt đẹp cho Tottenham. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ Spurs vì những lời động viên tốt đẹp của họ. Thật tuyệt khi họ quan tâm đến học viện và thế hệ cầu thủ tiếp theo của câu lạc bộ. Sau khi giải nghệ, Touré đã được một câu lạc bộ ở giải ngoại hạng Nga là Amad Grozny bổ nhiệm làm trợ lý huấn luyện viên từ tháng 6 năm 2021. Touré rời câu lạc bộ vào ngày 13 tháng 12 năm 2021. Sau thời gian huấn luyện bán thời gian, Touré được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội U16 tại học viện của Tottenham Hotspur vào tháng 8 năm 2022. Anh trai của cựu danh thủ này là Kolo Touré cũng thường xuyên ghé thăm học viện của Tottenham và đưa ra một số lời khuyên cho em trai của mình. Đây là số điểm chấm dựa trên những màn trình diễn tốt gần đây của Kvaratskhelia. Chính phong độ xuất thần của cầu thủ người Georgia là một phần nguyên nhân chính giúp Napoli bay cao năm nay. Được biết, cầu thủ này hiện đang được Real Madrid theo dõi sát sao. Người từng là một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng ở ngoại hạng Anh, David Brooke, đã trở lại đội hình Bournemouth sau 528 ngày vắng bóng. Tiền vệ này được chẩn đoán mắc các bệnh lý ung thư liên quan đến máu giai đoạn 2 vào tháng 10 năm 2021. Nhờ những nỗ lực chữa trị mà anh này được cho là khỏi bệnh vào cuối mùa giải trước, David Brooke đã tiếp tục nỗ lực tập luyện và điều trị. Thành quả của anh ấy đã đến, đó chính là việc được điền tên vào danh sách thi đấu trong trận thắng tối thiểu của Bournemouth trước Liverpool hùng mạnh. Trong trận thua, đối thủ trực tiếp là Al-Ittihad. Ngoài hành động đá chai nước đi, Ronaldo đã có hành động khép bàn tay lại, hướng về phía các khán đài ngụ ý nói rằng bọn họ nên im miệng đi. Hành động của Ronaldo diễn ra khi một nhóm cổ động viên quá khích đã hô vang cái tên Messi khi Ronaldo đang gặp rất nhiều bế tắc trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Sau chiến thắng oanh liệt 1-0 trước đội bóng đang có phong độ cao là Liverpool, huấn luyện viên Gary O'Neill đã tuyên bố rất ngạo nghễ rằng đội bóng của ông lẽ ra phải ghi được nhiều bàn hơn thế, thì Liverpool khá lỏng lẻo. Nhiều cổ động viên Liverpool đã rất tức giận trước phát biểu coi thường Liverpool này, nhưng cũng đành lắc đầu ngao ngán vì đội nhà đã không được tốt nên nhận định đó có phần đúng. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết về những thông tin đáng chú ý nhất của bóng đá trong 24 giờ qua. Loạt trận thuộc giải quốc nội vào cuối tuần sẽ còn tiếp diễn với những trận cầu hấp dẫn. Và tối nay, kết quả của các cặp đấu này cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác sẽ được mình cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân.